cháu Quang Linh Vlog Dịch Dương nét ăn y chang nhau. Cứ thấy đồ ăn là sấn tới, làm mẫu ăn uống là siêu nhiệt tình. Rồi xong rồi. Quá trời, bắt đầu ông thấy đồ ăn ông vô, ông sắn vô dữ rồi đó. Gặp lần đầu mà lau mồ hôi cho nhau, thân thiết như gia đình. Trời trời, nó làm gì trời? Lôi con gọi bố hàng Du Mục là bố, đại gia đình xưng hô loạn xạ. Bố ơi. Hả? Bố ơi. Bố của cô Hằng. Phan soi rõ hai cảm xúc của Quang Linh khi ăn uống, một bên sượng chân, một bên tình cảm. Linh Linh, dịch trang sang một bên đi, ăn một phát là không còn sầu riêng bán. Đơ cái mặt chị ra luôn, xịt keo luôn. Linh ăn thử cái nem đi xem được không? Cho em hai bao lát nữa để lại nhá. Dù là lần đầu tiên gặp nhau, thế nhưng Dịch Dương và Quang Linh Vlog khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi nhanh chóng hòa tan và thân thiết với nhau. Nhiều fan còn tinh ý nhận ra nếu Nhất Dương rất hợp với chú Tiến thì Dịch Dương lại rất hợp với Quang Linh Vlog. Ta nói, giống như có cái sự tâm linh tương thông nào ở đây chứ không đùa, hợp nhau đến từng miếng ăn cũng hợp. Xuất hiện cùng nhau trong livestream, Dịch Dương và Quang Linh Vlog khiến hàng Du Mục phải phì cười khi cứ thấy đồ ăn là sấn tới như một vị thần. Nét ăn cũng y khuôn với nhau, khẩu vị thì phải gọi là dễ nuôi, món nào cũng ăn được không khước từ món nào. Thấy Dịch Dương và Quang Linh Vlog lao ra ăn uống đã thấy mắc cười rồi. Thêm Nhất Dương chuyến này cũng sơ hở là nhào ra ăn dạp dạp hết món này đến món kia. Trong suốt phiên livestream, không khó để thấy những khoảnh khắc như đại gia đình của team Hằng Du Mục và team Quang Linh Vlog. Như khi Quang Linh Vlog lau mồ hôi cho Dịch Dương ăn uống, hay như khi Nhất Dương, Dịch Dương đút đồ ăn cho Quang Linh Vlog ăn. Không những vậy, Lôi Con cũng vô cùng quan tâm hai anh chàng nhà hàng Du Mục đang ngồi ăn mà cứ sợ Nhất Dương hết phần. Thế là hết gọi và lại đến cầm miếng đồ ăn dúi tận tay Nhất Dương mới chịu. Được biết, chuyến về Việt Nam livestream lần này của Hằng Du Mục không chỉ có hai con trai riêng là Nhất Dương và Dịch Dương đồng hành mà còn có cả bố ruột và em trai Hằng Du Mục. Khoảnh khắc cả gia đình Hằng Du Mục và team Quang Linh ăn uống và quan tâm nhau như đại gia đình thực thụ khiến ai cũng xúc động. Nhưng mà cách xưng hô của đại gia đình này hơi lạ lạ khiến fan cứ là nhức nhức cái đầu, như kiểu Lôi Con loạn ngôn gọi bố Hằng Du Mục là bố ơi bố, hay như khoảnh khắc Quang Linh gọi Dịch Dương là em cũng khiến fan tự nhiên thấy hơi đau cái đầu. Gọi Hằng Du Mục là chị mà giờ đến con trai của chị thì lại gọi là em thì đúng là danh xưng ông hoàng loạn ngôn của Quang Linh, không phải để trưng cho vui mà. Từ em, từ từ, đứa bình tĩnh. Con nhưng mà mọi người đừng có manh động. Bên cạnh những giây phút vui vẻ thì cư dân mạng cũng soi rõ được hai thái độ đối lập của Quang Linh trong phiên live. Sơn hào hải vị ăn chẳng thiếu gì, tuy nhiên khi Quang Linh nhiệt tình ăn uống trong livestream để giới thiệu sản phẩm thì bất ngờ nhận thái độ hằn học, khó chịu của một chủ nhãn hàng rằng anh đang ăn quá nhiều. Khác hẳn với thái độ này, Quang Linh và một chủ nhãn hàng khác lại vui vẻ hơn cả, khi chị không chỉ không khó chịu với Quang Linh mà còn cho biết sẽ gửi sản phẩm sang Angola cho anh chàng. Còn bạn, bạn thấy sao về những khoảnh khắc đáng nhớ trong phiên live của team Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog? Chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!